Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ở đây bên em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu loa kéo mang thương hiệu BOK, một sản phẩm rất là chất lượng, sản phẩm được nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện. Vâng, và trong đợt này thì bên em mới khai trương showroom mới nên cũng rất nhiều những sản phẩm mà bên em sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ. Và quý vị nào chưa nút đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh. Vâng, với sản phẩm mà nay bên em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn là một chiếc loa kéo BOK bát 40, bát chung một set. Và các sĩ bên em đang test kiểm tra chất lượng. Vâng, với chiếc loa kéo thì rất tiện lợi cho quý vị và các bạn có thể đi du lịch hay là mang bất cứ nơi đâu, di chuyển thuận lợi. Được sử dụng một bát 40 với delay, với tia đường mic rất là hay. Ngoài ra thì sử dụng cho các bác có thể chơi guitar. Vâng, hay các bác các thầy cô hỗ trợ dạy học. Chiếc loa kéo bát 40 mang thương hiệu BOK, một sản phẩm bên em nhập khẩu chính hãng với model là HA15 -29 thì bên em cũng xin được báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn với trong chương trình lần này với giá 4.850.000 đồng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em. Và quý vị nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với số điện thoại 0912 669 059. Bên em ship hàng toàn quốc.